Theo các chuyên gia cho biết thì uống trà quế cực kỳ có ích cho sức khỏe vì nó chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm stress, đồng thời giúp quản lý giảm lượng đường trong máu sau khi chúng ta ăn bằng cách tăng độ nhạy của insulin và giảm nguy cơ biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường. Và có một câu hỏi trà quế thì giúp ích cho sức khỏe như thế nào? Đã từ rất lâu, con người đã dùng quế để giảm viêm, hạ cholesterol cũng như là chống lại vi khuẩn. Hơn một thập kỷ qua thì các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu xem liệu nó có thể giúp ích cho người mắc tiểu đường hay không. Và một số công trình nghiên cứu đã phát hiện ra là quế có thể làm giảm mức glucose, cholesterol cùng với chất béo trung tính. Quế rất giàu cinnamaldehyde, chịu trách nhiệm thúc đẩy giải phóng insulin, tăng cường độ nhạy của insulin và tăng thải bỏ insulin, cùng với hoạt động trong việc điều chỉnh protein tyrosine phosphate và thụ thể insulin. Trong một công trình nghiên cứu cho thấy thì những người mắc bệnh tiểu đường loại 2, họ đã cho nhóm này dùng khoảng là 120 mg quế mỗi ngày. Một nhóm thì dùng 360 mg quế mỗi ngày. Và nhóm thứ ba thì dùng giải dược sau 3 tháng. Nhóm dùng giải dược không thấy có sự thay đổi nào, trong khi hai nhóm dùng quế đã hạ mức thấp cholesterol rất là đáng kể. Chính vì thế, chúng ta nên thường xuyên uống trà quế. Và theo các chuyên gia cho biết, đường huyết sau khi ăn là chỉ mức đường trong máu của chúng ta sau khi ăn. Lượng đường trong máu có thể tăng khá nhiều sau khi chúng ta ăn, tùy thuộc vào liều lượng nạp vào của bữa ăn và lượng carbohydrate chứa trong đó. Và các bác sĩ khuyên là nên uống trà quế sau mỗi bữa tối để cân bằng lượng đường trong máu. Theo nghiên cứu cho biết thì uống trà quế sau bữa ăn nó sẽ làm chậm tốc độ tiêu thụ thức ăn và quá trình làm chỏng dạ dày của chúng ta cũng sẽ chậm lại. Uống trà quế từ vỏ của cây hay là bột quế đều có tác dụng rất là tốt, có thể giúp giảm viêm. Tuy nhiên, bạn nên uống lúc sau khi ăn. Đừng uống khi đang đói, nó có thể làm hỏng các tế bào của cơ thể, góp phần gây nên nhiều bệnh mãn tính. Và nhiều công trình nghiên cứu cũng đã cho thấy quế làm giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn bằng cách ngăn chặn các enzyme tiêu hóa phân hủy carbohydrate có trong ruột non. Và quế rất giàu chất chống oxy hóa. Quế thì chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm chết oxy hóa, một loại tổn thương tế bào do các gốc tự do có hại gây nên. Và theo các chuyên gia cho biết thì chết oxy hóa lại có liên quan đến sự phát triển của hầu hết các bệnh mãn tính, bao gồm cả bệnh tiểu đường loại 2. Bởi vì những người mắc bệnh tiểu đường không thể sản xuất đủ insulin, dẫn đến lượng đường trong máu cao. Chính vì vậy, uống trà quế giúp hạ đường huyết, chống lại bệnh tiểu đường bằng cách tăng tác dụng của insulin và tăng chuyển động của đường từ máu vào tế bào.